Ukraine tổn thất đau đớn khi cùng lúc tấn công cả Kursk và Belgorod. Mỹ phương Tây choáng váng khi vũ khí Nga lột xác. Truyền thông cho biết bạo loạn đang diễn ra ở Ukraine, xe quân sự bị đốt cháy để phản đối việc huy động. Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực xâm nhập, song không thành công, theo báo Mỹ Washington Post. Lực lượng Ukraina đã cố gắng tấn công vùng Belgorod của Nga cùng lúc với một cuộc tấn công vào vùng Kursk nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất nặng nề. Washington Post đưa tin đang có cuộc giao tranh ác liệt ở biên giới vùng Belgorod, trích dẫn thông tin từ những binh lính Ukraina bị thương đã được sơ tán về vùng Sumy ở quê nhà. Một binh sĩ được trích dẫn lời cho biết cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào khu vực Bengorod đã bắt đầu 4 ngày trước và có sự tham gia của một đội xe bọc thép di chuyển vào ban ngày, đồng thời mô tả hoạt động này là điên rồ. Người Ukraine được cho là đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần cửa khẩu biên giới Kilo-Tiloka-Poroska. Tuy nhiên, không giống như ở vùng Kursk, nơi quân đội Kiev đã đạt được một số thành quả, lực lượng Nga ở Bengorod lân cận đã chuẩn bị tốt để đẩy lùi cuộc xâm nhập người lính này tuyên bố theo người lính ukraine khu vực này được củng cố bằng chướng ngại vật chống tăng răng rồng và được giải rất nhiều mìn ngay khi họ tiến gần đến biên giới quân đội kiev đã bị pháo binh máy bay không người lái và bom trên không của nga tấn công dữ dội ông cho biết toàn bộ nhóm của chúng tôi đều bị thương vào ngày chúng tôi đến người lính nói nhiều chiến binh ukraine bị thương nặng trong khi những người khác đã tử trận và phải bỏ lại phía sau người này nói thêm Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay chỉ báo cáo về các hành động của mình và tổn thất của Ukraine tại vùng Kursk và chưa xác nhận bất kỳ cuộc giao tranh nào ở vùng Belgorod. Vào thứ Năm, tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại vùng Belgorod, với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexan Korenkov cho biết rằng hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố của các đơn vị vũ trang Ukraine, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, có người dân thiệt mạng và bị thương. Tuần trước, một chiến dịch chống khủng bố đã được công bố tại các vùng Kurs, Bengorod và Borians, tất cả đều giáp với Ukraine. Quân đội Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kurs vào ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của họ vào thành phố Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến công của họ được cho là đã bị quân đội Nga chặn lại, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được một số khu định cư ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine đã mất khoảng 2.640 quân nhân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 37 xe tăng và 32 xe bọc thép. Phương Tây thường cho rằng vũ khí Nga có trình độ kỹ thuật kém, nhưng điều không mong muốn của Mỹ đã tới khi Nga đã làm được điều lớn lao để đối phó với NATO. Quân đội Nga đang chiến đấu với quân đội Ukraine có hiệu quả chiến đấu tương tự và Nga cũng đã phải trả cái giá tương đối đắt. Quân đội Ukraine tuy thiếu đạn và ưu thế trên không, nhưng lại có hiệu quả chiến đấu không tệ và dám chiến đấu hết mình. Nga khẳng định mình là cường quốc quân sự thế giới, nhưng họ lại có nguy cơ rơi vào vũng lầy với Ukraine. Ukraine với sự hỗ trợ của vũ khí, trang bị, thông tin tình báo từ phương Tây cũng đã khiến quân đội Nga bị tổn thất nặng nề. Nga đã thất bại khi không thể khuất phục được Ukraine chỉ bằng một đòn nốc ao, buộc họ phải tiến hành một cuộc chiến kéo dài với Ukraine. Nga và Ukraine sẽ mất nhiều thời gian để xem ai có tiềm lực quốc phòng dày hơn. Trong quan điểm chống Nga của các nước, luôn có quan niệm truyền thống rằng quân đội Nga có trình độ kỹ thuật, chiến thuật kém và phải dựa vào số lượng lớn quân số để chiến đấu. Nhưng thực tế trong các cuộc chiến tranh cục bộ gần đây, vũ khí tiên tiến của phương Tây chỉ có thể đánh bại các lực lượng vũ trang có trang bị lạc hậu, quân số tương đối nhỏ, chứ chưa bao giờ chứng minh được trước quân đội Nga. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi đáng kể khi nhiều loại vũ khí tiên tiến của phương Tây lần lượt bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ đầu năm đến nay, quân đội Nga đã phá hủy 1.100 thiết bị hạng nặng của quân đội Ukraine. Trong số vũ khí bị Nga phá hủy có 4 xe tăng M1A1 Abrams, 5 xe tăng Leopard 2 và 27 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley. 6 bệ phóng tên lửa HIMARS và 5 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot. Quân đội Ukraine đã được trang bị một số lượng lớn vũ khí đắt tiền của phương Tây, nhưng không còn đủ khả năng ngăn cản bước tiến của quân Nga. Trên chiến trường Ukraine, sau trận Adika, giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại 7 ngôi làng phía tây Adika, hàng chục nghìn quân của hai bên đã giao tranh liên tục trong những khu vực nhỏ bé này Lúc này, quân đội Ukraine chỉ còn có thể dựa vào các công sự giã chiến tại các khu làng Ocharetin và Novo Kalinovi để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, đồng thời tiến hành phản công. Cuộc giao tranh theo hướng Berdichi và Olika diễn ra ác liệt. Quân Ukraine tiếp tục mở các đợt phản công nhằm ngăn chặn quân Nga chia cắt và bao vây trên thực địa. Trong cuộc giao tranh ác liệt kéo dài hơn một tháng, quân đội Ukraine đã thiện hại 4 xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ viện trợ và nhiều xe bọc thép. Quân đội Nga cũng mất nhiều xe tăng T-72, xe tăng T-80 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A của Nga đã trực tiếp dội hỏa lực vào quân Ukraine trên tiền tuyến, tấn công dữ dội vào quân Ukraine phát động tấn công và luôn chuyển lực lượng dự bị trên tiền tuyến. Lữ đoàn xung kích Ajot số 3 của quân đội Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110 và 53, Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 109, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 do NATO huấn luyện đều đã tham chiến. Quân Ukraine đang dần rút lui, chuẩn bị sơ tán khỏi vùng hỏa lực để xây dựng công sự dã chiến cách đó 2 km. Thậm chí quân Ukraine có thể rút lui về tuyến phòng thủ thứ ba dọc theo tuyến novoporos umaski netalovi khi họ đang rất tích cực xây dựng các trận địa phòng ngự. Đó là một hệ thống phòng thủ bao gồm các trận địa, trung tâm điều khiển UAV và các đơn vị tác chiến điện tử, giống với phòng tuyến Sorovikin của Nga. Quân đội Nga đang tấn công từ nhiều hướng và muốn chia cắt hơn 3.000 quân phòng ngự Ukraine để tiến hành một trận tiêu diệt quy mô lớn. Cả quân Nga và Ukraine trên chiến trường tiến rất chậm, chiều sâu trận đánh rất nông nên khó có thể cắt đứt đường rút lui của nhóm quân hạng nặng của đối phương. Thực tế do hai bên rơi vào thế cài răng lược nên khoảng cách giữa các điểm đột phá là rất ngắn. Nếu quân đội Nga có thể ngăn chặn thành công và bao vây hơn 3.000 quân Ukraine thì đó sẽ là một trận chiến hủy diệt quy mô lớn. Quân đội Nga cũng đã chiếm được một số lượng lớn vũ khí của NATO trên chiến trường, bao gồm xe tăng M1A1 bị bỏ rơi và hỏng, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và xe tăng Leopard 2. Đây là điều mà Mỹ không muốn thấy khi nhiều huyền thoại về vũ khí của phương Tây đang lần lượt bị đập tan trên chiến trường. Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, các khí tài, chụp ảnh nhiệt, phụ tùng máy đo laser, thậm chí cả linh kiện điện tử vũ khí, khí tài của Nga đều phải nhập khẩu từ phương Tây. Sau lệnh trừng phạt của phương Tây, mọi nguồn phụ tùng tiên tiến đều đã bị cắt đứt. Sau cuộc chiến chậm nhoáng bất thành từ giữa năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, phương Tây cũng phát hiện vũ khí trang bị của Nga thiếu thiết bị điện tử tiên tiến và khả năng tác chiến theo thời gian thực rất hạn chế, đặc biệt là thông tin tình báo. Lúc này Nga bắt đầu sử dụng các nước và công ty bên thứ ba, đặc biệt là các nước thân thiện để mua một số lượng lớn công nghệ thương mại dân sự tiên tiến từ châu Á, châu Âu và Mỹ nhằm nâng cấp toàn bộ vũ khí cho quân đội Nga. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2023, Nga bất ngờ công bố nhiều công nghệ tiên tiến. Suốt mùa đông vừa qua, quân Ukraine ở tiền tuyến thậm chí không dám đốt bếp trong chiến hào để sưởi ấm. Dù quân Ukraine có hành quân vào ban đêm thì cũng sẽ bị tấn công. Lý do là quân đội Nga đã được trang bị một số lượng lớn máy bay không người lái FPV có gắn máy ảnh nhiệt. Các đơn vị cấp trung đội của Nga đã được trang bị máy phân tích quang phổ cầm tay và họ sàng lọc các tín hiệu xung quanh ngay khi chúng xuất hiện. UAV tự sát lảng vàng tốc độ cao Lancet có trang bị trí tuệ nhân tạo của Nga thậm chí có thể tự động tìm kiếm mục tiêu, tìm ra các điểm yếu trên vũ khí phương Tây để tấn công. Xe tăng M1A1 do Mỹ sản xuất nặng 60 tấn, toàn thân được bọc giáp composite. Nhưng điểm yếu lớn nhất là khớp nối giữa phía dưới tháp pháo và khung xe. UAV thế hệ mới của Nga với camera ảnh nhiệt và công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể tấn công chính xác điểm yếu nhất của xe tăng M1A1 Mỹ trên chiến trường một UAV Lancet trị giá 3.000 USD, đã phá hủy xe tăng hạng nặng đắt tiền của phương Tây trị giá hàng chục triệu USD chỉ trong vòng một phút. Điều cuối cùng mà Mỹ muốn thấy xảy ra đó là nếu không có khả năng kiềm chế UAV Lancet mới, UAV FPV, tên lửa chống tăng và hệ thống điện tử của Nga, thì quân đội Mỹ cũng không dám tham gia trực tiếp vào cuộc chiến mà chỉ có thể đứng nhìn quân đội Nga tiếp tục tiến lên tiền tuyến. Tên lửa Patriot, bệ phóng tên lửa HIMARS và xe tăng M1A1 Abrams đều đã bị tên lửa hành trình Nga phá hủy, còn Mỹ thì đã cảm nhận được một cuộc khủng hoảng khi họ từng đánh giá thấp quân đội Nga. Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, Ukraine đang đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu và Mỹ cũng đang đối mặt với rủi ro an ninh. Đây là vấn đề về sự sống còn và chủ quyền của Ukraine, đồng thời cũng là về danh dự và an ninh của Mỹ. Tại Ukraine, ô tô chủ yếu bị đốt cháy bởi thanh thiếu niên Ukraine và những người trẻ không muốn nhập ngũ. Tài liệu cũng kể lại rằng một trong những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã đề xuất bắn những kẻ đốt ô tô ở phía sau. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Để thực hiện việc này, đối tượng cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký, nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử của người nhập ngũ. Lệnh triệu tập sẽ được coi là đã tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. Ngày gửi giấy triệu tập sẽ được coi là ngày mà tài liệu được đóng dấu không thể chuyển giao trực tiếp. Luật quy định người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự và xuất trình khi có yêu cầu đầu tiên của nhân viên cơ quan đăng ký, nhập ngũ và cảnh sát điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Quy định này đã bị lược bỏ khỏi văn bản gây phẫn nộ trong một số đại biểu. Đã 10 ngày kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công qua biên giới vào Nga, quân đội Ukraine vẫn trên đất Nga và tuyên bố đã mở rộng khu vực chiếm đóng lên 1.150 km vuông đất đai, kiểm soát được 82 khu định cư. Quân đội Ukraine báo cáo đã chiếm đóng hơn 1.000 km vuông cách đây 4 ngày và báo cáo mới nhất là 1.150 km vuông. Điều đó có nghĩa rằng chỉ có 150 km vuông được chiếm thêm trong 4 ngày. Đây là một sự chậm lại đáng kể so với những ngày đầu tiên. Đánh giá về hiệu quả của cuộc đột kích, đây là bước tiến quân sự mạo hiểm lớn của ông Zelensky trong hơn 2 năm qua. Khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mặt trận sẽ kéo dài hơn. Nếu sự mất kết nối giữa hỗ trợ hậu cần và lực lượng đột kích quá nghiêm trọng, họ có thể bị quân đội Nga cắt đứt đường rút lui và cũng có thể bị bao vây và tấn công tiêu diệt quân đội Ukraine thực hiện là hành động chiến thuật hay chiến lược phụ thuộc vào mục tiêu mà họ muốn đạt được. Nếu mục tiêu là chiếm giữ một số đất đai và làng mạc của Nga cải thiện tình hình chiến đấu, thì đó cùng lắm chỉ là một cuộc tấn công chiến thuật. Theo lối suy nghĩ của Tổng thống Ukraine Zelensky, mục đích là tăng lợi thế thương lượng. Mục tiêu này mang tính chiến lược và là sự chuẩn bị cho bàn đàm phán. Phía Nga sẽ không đồng ý để ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán với con bài thương lượng là tỉnh Kursk. Ý tứ của Tổng thống Putin khi chỉ thị đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi đất Nga đó là không cho phép Ukraine có con bài thương lượng này. Quân đội Ukraine lần này đã đột nhập thành công vào lãnh thổ Nga hàng chục km nhờ vào cuộc tấn công đột kích để đạt được hiệu quả khiến Nga không kịp trở tay. Nhưng chiêu này chỉ có thể được sử dụng một lần. Nga đã mất cảnh giác và những gì nước này đang làm hiện nay là đẩy lùi lực lượng Ukraine, đồng thời bù đắp những sơ hở trong phòng ngự của Kursk, bù đắp những thiếu sót ở khu vực Belgorod và Buryansk. Biên giới chung giữa các tỉnh Kursk, Belgorod, Buryansk với Ukraine dài hơn 800 km. Nếu Nga chỉ tập trung vào Kursk, cuối cùng rất có thể tập trung vào nơi này mà mất đi chỗ khác. Điều Nga cần khẩn trương hoàn thiện đó là sự hoàn chỉnh của các lực lượng phòng ngự. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 8 đã công bố thành lập Ủy ban điều phối an ninh quân sự khu vực biên giới, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người phụ trách cơ quan quản lý quân sự, đại diện Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu hành chính của ba tỉnh biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Belosov đã nói rõ khi chủ trì cuộc họp đầu tiên rằng phạm vi trách nhiệm của Ủy ban bao trùm ba tỉnh và nâng cao hiệu quả hỗ trợ quân đội. Quân đội Nga đang áp dụng một bản vá lớn và nó không chỉ dành cho trận chiến giành lại thị trấn Suza ở tỉnh Kursk. Điều này giải thích tại sao cho đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn chưa bắt đầu ra tay dọn dẹp biên giới. Về tổng thể mà nói, đó là để ngăn chặn sự kiện tương tự xảy ra lần nữa. Ủy ban điều phối mới được thành lập sẽ thay đổi tình trạng chỉ có lực lượng biên phòng của Tổng cục An ninh Quốc gia và quân của vệ binh quốc gia Nga bảo vệ biên giới. Một trong những mục đích của cuộc tấn công Kursk của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Bắc là nhằm giảm bớt áp lực lên chiến trường ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, họ khó thực hiện được ý đồ này Hiện tại, tướng Gerasimov vẫn chưa bị buộc phải đưa lực lượng lui về phòng ngự. Truyền thông Mỹ nêu ra lý do thực sự khiến Mỹ không đồng ý cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS tại vùng Kursk của Nga. Mỹ ngần ngại trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bên trong Kursk không phải vì nguy cơ leo thang căng thẳng mới, mà là vì nguồn cung cấp vũ khí của Washington chỉ có hạn. Các quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ, Ukraine đã bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Trong vòng 10 ngày, Ukraine đã tuyên bố kiểm soát 82 khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn Suza. Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Sai đã nói về báo chí vào ngày 8 tháng 8 rằng chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Trả lời câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, bà Sai cho biết Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa, nhưng từ chối nêu rõ khoảng cách chính xác. Phát biểu này có ý cấm Ukraine sử dụng ATACMS trong lãnh thổ chủ quyền của Nga. Tôi sẽ không vẽ một bản đồ tròn để chỉ ra nơi Kiev có thể và không thể tấn công Nga, nhưng chúng tôi đã nói rất rõ ràng với người Ukraine, bà nói. Mỹ vẫn còn ngần ngại bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk, vì chúng tôi tốt hơn là nên tiếp tục nhắm vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, khu vực mà Moscow sát nhập năm 2014. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng nguyên nhân là do nguồn cung hạn chế, hệ thống tên lửa, chiến thuật của quân đội, chứ không hẳn là do lo ngại lâu nay về việc leo thang chiến sự. Mỹ chỉ viện trợ cho Ukraine một số lượng giới hạn ATACMS và Washington dường như cho rằng Kiev cần ưu tiên sử dụng nó vào những mục tiêu nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, ví dụ như ở Crimea. Những người tuyên truyền cho Điện Kremlin đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Ukraine lại dễ dàng tiến vào Nga như vậy. Chẳng hạn như Dia Novosti có bài xã luận một tuần sau khi chiến dịch của Kiev bắt đầu, cho biết lực lượng Nga đang kiểm soát tình hình một ngày trước đó, tờ Sagrad thân thiện với Điện Kremlin đã viết về việc các lữ đoàn Ukraine rơi vào bẫy và phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng các kể chuyện này lại trái ngược với các báo cáo về chiến thắng của Ukraine, bao gồm cả từ các blogger quân sự Nga, trong khi ông Zelensky cho biết hôm thứ Năm rằng quân đội của ông đã chiếm được toàn bộ thị trấn Suza. Không có gì ngạc nhiên khi cả hai bên đều cố gắng trình bày hoạt động của mình theo cách tốt nhất có thể, nhưng trong khi không có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Ukraine đã rơi vào bẫy, thì những gì Kyiv sẽ làm tiếp theo và liệu ông Putin có thể hưởng lợi trong dài hạn hay không vẫn chưa chắc chắn. Thay vì ở khu vực Donbass phía đông Ukraine để cố gắng củng cố phòng tuyến hiện có và giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt, các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine hiện đang ở một nơi có thể dễ bị tổn thương trước một cuộc phản công hiệu quả của Moscow. Michael Wit, giáo sư kinh doanh và chiến lược quốc tế tại trường kinh doanh King, London cho biết, sẽ có nguy cơ leo thang quá mức, có nguy cơ mất đi nhân sự và nguồn lực quý giá và Putin có thể sử dụng điều này làm cái cớ để leo thang hơn nữa. Một cách khác là nghi ngờ liệu Putin và chính phủ của ông có phải là những người phù hợp để bảo vệ nước Nga hay không, ông nói, có lẽ sẽ không có nhiều khác biệt theo cách nào vì không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Putin không kiểm soát được tình hình. Thất bại của Nga trong việc chống lại cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay đã phơi bày sự thiếu hụt lực lượng dự bị phòng thủ và quân số của họ ở tuyến đầu tại miền Đông và miền Nam Ukraine đang giảm dần do thương vong cao. Điều này đã phơi bày sự thiếu hụt quân đội của Nga và động thái tăng tiền thưởng tuyển dụng của Điện Kremlin dường như không hiệu quả. Tuy nhiên, theo Bloomberg, ông Putin có thể buộc phải huy động quân lính trên diện rộng hơn so với đợt huy động một phần mà ông đã công bố vào tháng 9 năm 2022 trích dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với bộ quốc phòng nga hãng tin này cho biết một đợt huy động mới có thể diễn ra vào cuối năm và được trình bày như một biện pháp luân phiên để cho quân tiền tuyến nghỉ ngơi putin chắc chắn sẽ sử dụng điều này để củng cố hàng ngũ của mình vusalovnik cộng sự tại viện nghiên cứu LSE idea thuộc trường kinh tế london nói Ông cho biết Tổng thống Putin cũng có thể sử dụng nó để xây dựng sự ủng hộ trong xã hội Nga đối với quan điểm của nước này về nguyên nhân của chiến tranh và nói với công chúng trong nước rằng đây là lý do tại sao biên giới của chúng ta với Ukraine lại nhạy cảm và dễ bị tổn thương như vậy. Và đây là lý do tại sao chúng ta không thể cho phép Ukraine trở thành một phần của NATO. Emin Katehemi, một chuyên gia quân sự của công ty phân tích tình báo nguồn mở Blackbird Group, có trụ sở tại Phần Lan, cho biết. Cuộc tấn công này có nguy cơ làm hao mòn nguồn dự trữ quý giá của Ukraine khi nước này vẫn còn vấn đề về nhân lực. Việc chiếm giữ vài chục ngôi làng biên giới của Nga với cái giá phải trả là nhiều sinh mạng và thiết bị sẽ không giúp ích gì, ông nói. Nói chung, cuộc chiến sẽ không được giải quyết ở Kursk, các khu vực quan trọng nhất về mặt chiến lược vẫn là miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong khi đó, Vucanovic cho biết có một dấu hỏi về lý do tại sao Kiev lại tiến hành chiến dịch khi lực lượng của họ đang bị áp đảo ở khu vực Donbass của Ukraine. Ngay cả khi điều đó phơi bày những hạn chế của giới lãnh đạo Nga, chiến tranh không thể giành chiến thắng dựa trên những sự bối rối chính trị mà bạn gây ra cho đối thủ của mình. Động thái này có thể khiến Ukraine lãng phí nguồn lực mà họ thiếu nhất trong cuộc chiến này, đó là nhân lực, ông nói. Vusadovych tin rằng một phần mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến là để thu hút sự ủng hộ từ phương Tây bằng cách chứng minh rằng Kyiv vẫn còn một số cuộc chiến. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Ukraine vì họ cảnh giác về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và có nguy cơ chính quyền Trump sẽ dừng viện trợ cho Ukraine. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.